muốn viết được phương trình tiếp tuyến tại nhớ dùm công thức phải có x không y không f phải không, y không có chưa, có rồi, thế ngay đúng vị trí y không nha, có y không bằng không đúng không, vậy tương đương mình sẽ chỗ nào có y thay bằng số không, sau đó tới đây mình bấm máy tính được không, bấm máy tính ra phương trình bậc hai, bấm máy tính ra sẽ ra hai nghiệm, tự bấm nhau nó sẽ ra không và nhiêu, không 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 và bốn, chốt. Ở đây có y y không bằng nhiêu, không không y không bằng không, tiếp y không bằng nhiêu, không, chốt chỗ này chưa, có y không, có y không rồi đúng không, tìm f phải, f phải x đạo hàm đi ra nhiêu, trừ 2 x cộng 4, vậy suy ra f phải mấy, không, thế vô 2 nhân trừ 2 nhân 0 cộng 4 bằng bằng 4, tiếp mình có mấy x không, 2 thì đồng nghĩa có 2 cái f phải nha, thế 4 vô trừ 2 nhân 4 cộng 4 bằng nhiêu, trừ trừ 4, chốt chưa. À, nhìn ngay chỗ này nha, em đang viết phương trình tiếp tuyến ngay chỗ này trước nha, tiếp tuyến rồi y trừ đây f phải không nhiêu 4 nhân x trừ x0 x không á nhiêu, không có thấy đường hả, đây nè không, cộng cho y không, y không đây nè, ơi cái thằng này, tiếp tiếp biến của cái trường hợp thứ hai, y bằng đây nè, nó nằm đây nè, nhiêu f phải trừ trừ 4 x trừ x không 4 cộng y không, tự phân phối rút gọn.